tôi đi từ Lương Bạc xuống Người Yêu thì bắt tay tôi phải đè mắt, không có chỉ cái kim là lưng vào mắt, tại vì cái chỗ này với chồng mắt nó gần nhau. Thì tôi đi tôi kim xuống xuống lưng mày thì tôi đỡ chạm vào tay tôi giữ lại. Bây giờ địa thương xuống địa xuống xuống rất xa. Với cái mặt riêng này thì đây là tâm thái dương này, đây là quyền liêu này, đây là địa thương xuống rất xa. Còn chỗ này nó méo về này cho làm chỗ này là nhân trung của bạn thì nhẹ thôi, và bị lâu chưa bạn ạ? Dạ, đi chưa, cho nên là bên này. Được không? Thì chân cũng vậy thôi. Đây thần kinh ba thì chân là chỗ ế phong, là dưới lấy tay. Thì nó vào cả ba nhánh của thần kinh ba. Chứ còn có mình chúa. Thế này thì dưới mới nghe được. Để con thì sao thì Để con thì không học. Thầy An, biết một người luôn tóc máy của tôi đi. Chúng ta có một cậu đến nước thuốc là biết ở nhà cho tôi nhé. Thế tôi chân đủ rồi nhé, tôi vừa nói khác biệt rồi. Thì nếu mà thần kinh ba nhánh cũng vậy, mà nhiều khi nó chung giật cơ thì cũng từ ba nháy thì cũng chân đến này thôi, nhưng mà một bên thì bị chân một bên và hai bên thì chân cả hai bên, cái này chóng khỏi. Thế xong rồi thì ta chuyển chân. Thế nếu mà bác sĩ chưa định một chút thì thôi, thì về về sau phải định một chút. Thì cũng không bên thì hai bên sẽ là bố trí một đường này thì biến phát xong cho bố. Ở đây thì chủ yếu tiên của huyện thế ế phong của quyền liêu vì cái chỗ rất là nhiều nên là kiểu ba những liên quan ở đấy thì mình chân vào đấy là ngay. Đây chúng ta nhìn thấy mắt của bà ấy như thế con là đấy nó cứ méo cả về một bên mắt mắt trái thưa bà này rồi mắt trái thì nhắm lại mắt cơ bên này nhiều lần vì bao nhiêu năm rồi mấy. Thế cái này chủ yếu là thân nhiệt tả hỏa thôi, mà châm theo những cái đường kinh nó đi vào mắt. Thì bây giờ thứ nhất thường thường là ta bạn đây là bạn không chỉ và là như cái đầu điểm tiền như thế được. Thứ không chỉ theo cái đường kim này, đấy. Hai ngón tay tôi đường kim và ngón tay tôi tìm huyệt. Khi tôi tìm thấy huyệt thì tự thấy ngón tay tôi đẩy vào, thì vì nó vào rất sâu, không chỉ. Chỗ này là huyệt ế phong. Từ khi tâm tiêu, tôi cũng cầm kim ba, đấy, ba ngón thế này. Như đồng chí thấy là tôi có một cái ngón tay vào đây, đúng tiền huyệt. Tôi thấy đúng huyệt rồi, cái thì tôi để cái kim vào và tôi ấn ngón tay một cái thì cái kim nó vào, đấy. Chứ không đau. Bác không biết là tâm kim phải không? Dạ, dạ. Đấy, đấy, đấy tôi nói thế này, kỹ thuật là chỗ đó. Đấy. Chứ bây giờ của bộ là nó kéo cái biểu cảm này này. Tức là quyền liêu nhé, quyền liêu chỗ này thì cũng vậy thôi. Bắt đầu cái kim tôi có ba ngón tay tôi cầm, thì một ngón tay trỏ, à ngón tay giữa là tôi tìm huyệt, tôi tìm thấy huyệt, tôi thấy chỗ này mềm mềm thì tự nhiên cái kim ở bên ngón tay của tôi đây tôi nhìn thấy, tôi thấy đây cái thì tôi đẩy ngón tay vào thì cái kim nó vào thôi, thế mình nhân không đau, đấy. Thì đây tôi hướng là lên mũi, lên nghi hương, chỗ gần mũi này, nghi hương, đấy. Mình châm thì cái mặt nó lượn ra đây, chứ nó không còn, thì lúc đầu tôi hướng cái mặt vào. Thì chỗ này lại còn, chỗ này nó thuộc kinh vị, thì tôi cũng phải châm cái từ địa thương. Và bên này thì ráp xa, từ hàm đấy. Thì các ông chí xem tay tôi, như bao giờ tôi cũng có ba ngón tay cầm cái kim. Một ngón giữa là tôi sẽ đẩy kim, cho nên tôi tìm lấy kim, tìm kim thì tôi lấy ngón tay tôi tìm lấy huyệt. Xong tôi đẩy vào đấy thì tôi bắt đầu đẩy xuống, xuống hạ quan.
Đấy là trong nhà chuẩn bị bên đây đúng rõ rồi mà. Nhưng mà bây giờ nó lại co lại chưa khỏi rồi nhé. Thế trên này dương mạnh. Trên cái lông mày là dương mạnh. Tôi chỉ một tay. Tôi lại kìm kìm. Hôm nay tôi sẽ chân dương mạnh. Nó trên một bờ trên cái lông mày một con lông tay. Và cái này nói chung mình cũng phải châm vào lông mày để cụ nhỏ đi thì cũng phải giữa lông mày. Giữa lông mày lên chỗ này thì chúng ta nhớ nhé. Chỗ lông mày nó vào đây là trồng con mắt. Nếu mà ta châm thế này thì rất nguy hiểm. Cho nên ta phải làm cho không châm vào mắt. Thì tôi tìm đúng huyệt nhé. Đúng huyệt, thế là tôi lên một bàn tay khác ở bên tay trái. Tôi đè vào trồng mắt. Thế kim phủ đi từ dương mày xuống lông mày. Thì đến đúng cái tay tôi là tôi cảm thấy đấy nhiệt ở tay và sao hay để ngón tay vào đây đấy tôi đến chưa đấy thì mình không thể châm vào mắt bệnh nhân được nó sẽ để khỏi là về tai bệnh nhân bệnh nhân chỗ này thái dương được tự nhiên cũng thế tôi từ huyện Minh Hương tôi lên tỉnh Minh vì thế chúng ta gọi là thì thấy cái mắt của cụ dân run rất nhiều thế chỗ này là tà hòa tôi xuyên từ Minh Hương lên ở Việt Nam à lên lên tỉnh Minh đây cái mồm cũng không phải nó méo để đi ra đây này tôi cho hai cái kim một bên là nhân trung. Nhưng chúng tôi đẩy về bên kia, vì bên này nó giật nó kéo lại thì tôi đẩy về bên kia. Đúng rồi. Chỗ là nó đau. Những người ngất đi chân lên cung một tỉnh. Thế được rồi. Bảy tân là gì? Hấp cốc. Thế thì những cái việc này không phải là cố định như thế này. Mà đây là tôi đang nhớ lại nhé. À, tôi tâm là Thái Tân Tổng Tử Liêu này. Đây là Dương Bạch này, Xuyên Người Yêu này. Đây là Quyền Liêu xuyên vào Nghi Hương, từ Nghi Hương xuyên tỉnh Minh. Đây là Địa Thương và đây là Tài Quan. Lần sau mình có thể đổi cái huyệt. Mặt hình rồi. Thì tất cả những bệnh ở mặt, ba giờ mình cho một khúc. Là cái khí của khúc cũng mạnh lắm. Nó phải là linh và nó mới yên như thôi. Và nếu không có cái kia thì dùng một cái loại mà chúng ta thường dùng là neuronium. Neuronium thì nó có B1, B6, B12 là 5,000. Hoặc là ta được cái gì? Ta được yên mà. Nhân nữ 36 tuổi, về thân kinh số 7 đầu tiên trái sau đô la, trên thân 2 và 1 tháng. Liên tới bảy thì tao liên vào đại tao cái gì? Zola, Zola, cái gì? Zola, Zola, cái chương này là Zola là cái chủng mà Zola thì tao làm chỉ có tao không? Không nghĩ thì chương này cái gì? Zola thì lần này hôm nay buổi sáng tôi chưa được quên liên lạc. Sẽ có những cái siêu vi trùng trong không khí ấy. Thì cái lúc đấy là siêu vi trùng thì không có thuốc nào chữa được tây mũi tây đông y nhưng mà đặc biệt cái đây 4 năm có những bệnh nhân là thoát ra từ châm khỏi để rồi phổ biến đi là nó đau ở cái vùng nào thì mình xem những thần kinh từ đó từ đây cô này là bên đấy đây là nói là gì liệt mặt nhưng mà liệt mặt là thêm nó ra thì là bị xem những cái khác nữa. Bây giờ không phải dung đa để ghi bệnh án cho mình gì. Nếu dung đa cũng được thì tôi lại tìm những người liên quan với đối tượng thần bệnh. Nhưng mà nó, ví dụ như đáng nghe thì ở đất xa qua thì có cái đấy là nhiên trung nhỉ. Hay là dung đa có lẽ nó thường là ế mong thì như vậy bị mặt là cổ nữa. Thì mình lại tìm những cái hiện về chống chung vi trùng. Tức là cái đường kim nào mà với chúng ta đổ vào tiền chân. Thế đây của cô này thì được bàn tháng người vào cái gì? Nhắm mắt lại đi. Phải còn bên trái, bên trái chưa theo gì. Thì cái này là công thức chung của chúng ta rất dễ. Lên mặt thì nếu
Nếu bên trái thì tôi chơi bên trái bên phải bên phải. Bên này thì tôi chơi yếu không. Yếu không. Đi sâu lên của má. Thứ hai là thái dương được tình yêu. Tôi chơi kiếm hình thái dương đẩy khí vào được tình yêu. Và bây giờ chỗ này quyền yêu, quyền yêu chỗ này ở dưới sức của má, nhìn mặt thì dưới sức của má, nhưng mà ở dưới này, này nhưng mà ở trong đám da, tức là nếu mà theo cái chị thì đến sức của má là phải đi đằng xuống đằng sau sức của má, như đây là liệt mặt thì nó phía ngoài thì tôi đi lên trên phía ngoài nó chỉ cơ tôi đẩy xuống mắt thì nhắm lại. Và bây giờ tôi đẩy cái nữa trở lại thì là trút xuống tiền minh. Thế tùy nhé, vì bệnh nhân mỗi một người lớn bảy là không khác, nó khác nhau. Thế nó bị ở chỗ nào thì mình để tìm cái huyệt ở cái nhánh cái chỗ đó mình biết. Ví dụ cái mồm nó sạch bên này thì mình châm thêm địa thương vào. Thế cái mồm cái huyệt nhân trung này thực ra nó phải thẳng, nên nó phải thẳng giữa. Nó thẳng giữa thế này. Như của bôi nó sang bên này. Sang bên này thì bên này yếu cho nên mình nó kéo ra. Thì tôi phải đẩy ngược lại. Về nhân trung thì rất mẫn cảm nhưng mình làm nhanh. Thì cũng không sao, chỉ có chi phối nhé. Đây là nhân trung xong rồi, này tôi làm thật nhanh. Đấy. Em nhắm mắt lại. Bây giờ bên chúng ta quay cái mặt của nhân thì rất thẳng. Mà chúng ta sẽ về cho nó lại. Nó từ chân đi chân lại thì nó gọi là về nhà lại còn lại như dần dần thì trong chắc cái này phải đủ hai tuần là thì như vậy em chưa mấy lần rồi à chứ chưa bao giờ phải phải làm gì thế như đây là thấy cái bát vẫn mở thấy không gì ra bát trái vẫn nhìn thấy hàng trắng vậy thì chân biết làm để cụ phản bát lại là về gì nào bình minh thì có một tí là chuyển ra không nào rồi nó chỉ bắt tay thấy nó chân đúng kim rồi tôi để chỉ bắt tí nữa thế mắt cố kim rồi thì quay cái mặt kia bệnh nhân bắt đẹp rồi không biết bây giờ nó còn chảy ra không chút xíu mới làm để trả thế rồi có cái huyệt tại nghi đây là góc hàm nhé hàm và răng hàm đây là tôi chân bảo để đi quay để ở ngoài đi vào ở chỗ này ở dưới hàm chỗ này đây này. Thế thì có cái cơ nhai khi mà bị liệt mặt thì nó đi sâu xuống cái cơ ở dưới thì nó thế này thì tôi đưa từ ở đây truyền đánh lên vào thì tôi cũng vào cái đấy cô thấy được từ dưới ra hàm để cái chỗ này nó mới thể là mà nhai thì cũng hơi khó rồi đấy thế thôi cái mắt bây giờ tuy đã đẩy xuống một ký chỉ cái ca cái mắt nó còn liệt với cái chân sáng hết khoảng rồi thì tôi sửa lại để cho nó làm kín mắt xong bây giờ mình mới cho máy chạy đấy để cho làm cho máy chạy nhưng mà đấy nhé đấy bây giờ phải cho hai cái này vào với nhau để nó cùng mắt xuống chứ không cần nữa thì không phải chứ để hai cái kia phải vào với nhau. Vì khi rung lên thì nó là phía mắt bị cụt xuống. Cái này thì đối với cái này để nó kéo khỏi béo hổng sang bên kia. Đây cái này cũng phải kéo sang bên kia. Còn cái chỗ này thì về cơ nó liệt ở dưới hàm. Nên tôi nối với hồng cốc. Nên nó kéo cả cái mặt xuống thì cứ chỉ đi nhẹ thôi. Chứ nối. Bây giờ bạn. Bạn là tả cái bộ tây thì hầu hết là tả. Nhưng mà biểu thân nhẹ. Và cái lúc nhẹ là mình vận. Khi bạn lên thì họ biết chưa biết rồi. Thế bạn chỉ người ấy bảo tao thì phải dừng lại. Chưa đâu, cứ thoải mái lên. Tức là tối đa mà phải nhìn
Mấy cái làm được cái con đấy thì có rồi thì là vừa chưa cái đầu tí là thường là mạnh nữa đấy, mạnh mà người ta cảm thấy mạnh thì chỉ mới là khỏi được. Đã đau chưa? Chưa có đau thì đừng lại đi, người hỏi chưa? Đau thì mình đừng lại. Nhưng mà không đau thì để nó lên, tại vì càng giảm đi thì nó lại càng khó chịu nữa. Nó chưa thấy đúng thì càng chỗ này sẽ có gì? Chú Lưu là cái kỹ tất cả chuyện tạm cái mặt chuyện. Vì thế là tôi làm cái tôi thì đi làm, thì cái sẽ tự cho làm. Đau chưa? Đau rồi à. Thế đau chưa? Không bớt được. Cái đơn phải làm từ từ, làm từ cái nước mặt thế này. Vừa chưa vừa tăng nữa lên, vừa chưa đau thế thì làm gì? Cứ hỏi lúc trung thì nếu mà không được không đúng cầu chỗ nó thì không bao giờ hỏi đâu. Thì hỏi chỉ biết như thế cười. Thì bây giờ bên kia có giờ phải kéo cái này xuống đấy. Thế bây giờ thì chân chúng lại giả tạo cái kim nó làm khỏi. Như vậy là sao nó biến mất. Chứ giờ mắt cô cứ bỏ chuyện chuyện thế này không được phải. Có thể trông có thể đây cho nên kiểu mình cho lại đi. Chỗ này nó nằm mông, nó rất nông thật cũng sợ thế này. Thế nhé, cái công kim đấy, thế mà cái đúng cái chỗ tình nguyên này. Thế nó cụ cái mắt. Tình minh thế bây giờ thì chuyển chưa kia bây giờ tôi làm người liêu lấy chuyển thu một người liêu để cho cơ này nó mạnh lên nó không liền chưa tiêm cho nên cái mắt vẫn hơi mở thì tôi tiêm ít vào chỗ đông tiền liêu thì nước nó vào cái mắt để nó kiểu cứu nước mắt nhầm lại thì tí thuốc vào cái đó nó đỡ ngay nhiều lần làm thì về sau không phải tiêm chỗ quyền liêu thì cái bờ này nó vẫn xuống ngắn cái này là những cái thở hòa em chưa một nửa đi còn một nửa thì hơi đau một tí của cái cơ thể còn nhiều hơn đây này cái nhân chung là phải chân một tí. Mình cho bông chì thì em còn để lại độ 1cc thì cho với nhân chung.
Thế thôi. Đây gọi là đây rồi. Dạ, từ cái miệng đẩy lên trên dạ, mắt chân sụp xuống. Thế từ chỗ này lên thì nó là thần kinh ba mấy, thần kinh năm. Thế bên này thì là thần kinh bảy. Thế như vậy bây giờ mình làm một cái liên chung là một chỉ. Để chung chung nghe nhé. Đây, cứ là một chỉ này, cho chân. Các ông chỉ xem cái máy quay này này. Tôi nhét cho chân từng chậm, đấy cái kim nó lại này này. Tôi cho chân thẳng tít vào trong gáy, đến được phong trì, nó ngập cái kim. Thì là nếu dưới chúng ta nhìn thấy thì còn thấy cái đốc kim nó trắng thôi, hoặc không chiếu đến thân kim. Xong tôi lại làm cái kim nữa, từ ế phong đi xuống dưới quyển lưu. Đấy. Thì cái chỗ này là cái thần kinh năm, miệng nó giật từ chỗ gáy tai này. Lên đây và lên đây, những cái này ít hả em? Dạ. Cái chính là mắt. Dạ. Thế có người để mắt nhiều, có người ấy. Thế kim này thì lại chưa đến như này. Em thấy có cái kim nào đây 10 phần không? Hay 8 phần không? Kim dài. Có kim dài. Ừ, em có cho kim. Đấy, nó chỉ có đi đến chỗ này thì chưa đến chỗ bị bệnh. Bây giờ anh bị nó dưới xương vào má cơ. Nên mình phải có kim dài hơn nữa, mình đưa từ ế phòng đây thì đi vào đây thì mới được. Nếu mà đây thì được sao nó sẽ đỡ dần cái nhé. Yeah. Thì cái kim này ngắn quá. Thế bây giờ anh phải giải gì? Ra ngoài cũng được. Nhưng ngắn quá thì bám đâu được như thế. Đấy. Em thấy cái này bên được rồi. Đấy, cái này là được rồi. 18 phân. Để tôi đo ở đây nhé. Để tôi nếu giấy tay đây để chúng ta nhìn thấy ở dưới anh em có nhìn thấy không ạ? Tôi nếu đó tôi chân từ ế phong đây này nó đi ở dưới vào má thì nó đến chúng chỗ này là quyền liêu đấy, bệnh nó dưới quyền liêu đấy, thế mình phải chân từ đây vào đấy, tôi chân ế phong nhé, đấy tôi chân qua da rồi này, bắt đầu tôi đẩy vào. Anh em nhìn thấy nhé. Dạ. Tôi phải đi vào xương quảng bá mới được. Thì đến trường, tôi phải dưới xương quảng bá. Đấy, cái kim nó ngập vào đây. Để của chú là đến đây là được rồi. Dạ. Có người thì bảo vậy. Em có thấy đến thì nó má không? Dạ. Ừ, thấy được. Dạ. Đấy là thế thì cũng biết rồi. Thế bây giờ nó còn giật nữa, tức là trên này từ thái dương này đến như thái dương nhé, đến đường tử liêu. Thì tôi có thể xuyên một cái từ thái dương đường tử liêu, tôi qua đôi mắt, tôi xuống tư mạch. Thế thì cái chỗ này nó sẽ rất là thân. Thì cái này cái kim của thái dương này, rồi đi vào tử liêu, rồi xuống tử mạch. Chỗ này tôi cho kim tử mạch nữa. Thì đây là từ dưới mi mắt dưới cũng đưa ra. Đây em có thấy tất cả kim nó bằng một chỗ là thôi. Dạ, đi xuống cái gò má dưới mi mắt dưới. Ở đây chưa có. Dạ. Thì bây giờ nó còn chỗ này nữa, chỗ này địa thương rồi. Địa thương. Thì chỗ này, chỗ này nó giật ở xuống dưới này, nó giật sang bên này. Nó dịch lên con mắt rồi. Lên mắt, thế thì được. Thế bây giờ tôi đưa đây, tôi kéo cho anh ta. Anh không để anh vàng cho nó đỡ mỏi anh. Thế là anh thấy để cho mọi người xem. Không có ảnh là tiêu rồi. Em ạ, cái này cái kim cũng chưa tới. Anh cho kim vừa rồi chị đưa đi, nhớ về giá chị. Đấy. Thì đây là địa thương nhé. Đây này, tôi để cho các ông chí dưới xem nhé.
Vệ sinh ở bên này, cái bên này một khoan tại để tôi đi vào đây. Đấy. Chị thấy được không? Thì lấy cái kim này, nó đi từ mép và nó ra dãy tai. Thế một cái đi từ dãy tai ra mũi, thế thì nó mới làm chỗ này khỏi dần. Vậy tôi châm nhé. Đấy. Đấy được rồi, anh thấy ra đây chưa? Yeah. Ừ, thế được rồi. Đấy, của chú là thế thôi. Nhưng muốn điều chỉnh cái này thì phải dùng hai con tay cái nhé. Vào cốc. Không chút tiêm được những tiêm trên này. Mình có thể tùy chú mình tiêm một chỗ có chỗ này. Một chỗ này thế nhiều nữa thì mình tiêm chỗ này. Thế là mình tiêm ở chỗ này để êm phòng này. Chỗ này tứ mạch này, chỗ này dễ thương này. Không được. Không có gì cũng cần tiêm đâu, không có gì điều khí đâu. Đấy. Đó, thôi được rồi. Đó, chú nói tiêm thì chân thế chứ. Thôi thế thì em làm đi. Dạ. Chú sẽ làm đi, tên bệnh nhân của mình ở đây mà. Thế mình làm một cái là em cho một địa thương. Đâm nhanh một cái, xong thầy từ từ 2cc. Cái này thì ai chẳng biết làm, chứ mà chỉ có bệnh nhân của ai mới làm. Thế là tôi cho 2cc vào ép phong nhé. Nhưng mà cái đường của tôi đi thì từ ép phong lên trên quyền viên.